Ok, bây giờ mình bắt đầu làm từ xôi nhé, bởi vì là xôi phải chờ lâu lắm.
gì sao ba? Chín rồi nha mọi người. Nó ngon quá mọi người. Ok, mình bắt đầu làm món bột thái nhá. Cái này cái tiêu, ai thích ăn cay thì bỏ nhiều, ai thích ăn không cay thì bỏ ít. Cái này là cái tỏi. Cái này cái tỏi. Mình bỏ một ít đậu đủ vào để khi mà mình tăm nó không bị bảo lộc. Thank you.
Cái này cũng phải. Đây. 19. 19 mọi người. Và 19. 3. Nước mắm. Nước mắm mọi người. Quả chanh. Quả chanh mọi người. Quả cà chua. Tiếp theo là bỏ quả cà chua nhé mọi người. Cái này là nước cua muối. Món này mà thiếu cái nước này là không được đâu mọi người ạ. Nước này rất quan trọng đấy. Trước nha mọi người, nếu như mà mặn hay là nhạt thì mình cho thêm gia vị tùy ý mình ạ. Cho cho đủ vào. Cái này bỏ cho đủ vào.
làm nha. Cả nướng còn ngày ngon không chết? Ngon. Ngon lắm, ngon rồi. Ngon lắm, ngon rồi, ngon quá. Rau muống này. Một ngày. Thank you.
xong tâm nhiều quá, em ăn không không việc hết, no no bụ. Cảm ơn mọi người nha, xem em làm, nhớ subscribe and like cho em nha.